Các phương pháp hóa giải vận xui trong nhà theo phong thủy, giúp gia chủ đảo ngược tình thế và thu hút may mắn. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn. Có những thời điểm mà vận xui, những điều không như ý, liên tục xảy ra trong cuộc sống. Khi ấy, không ít người tìm đến những phương pháp hóa giải, từ những mẹo tâm linh đến phong thủy. Nhưng điều gì đã khiến phong thủy tồn tại hàng ngàn năm qua và được hàng triệu người tin tưởng như vậy? Đó chính là khả năng điều chỉnh và cải thiện năng lượng trong không gian sống, giúp hóa giải vận xui, đón nhận may mắn và tài lộc vào nhà. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những phương pháp phong thủy hiệu quả nhất để đảo ngược tình thế, xua đuổi vận xui và thu hút vận may vào ngôi nhà của bạn. Từ những vật phẩm như gương bát quái đến cách bố trí ánh sáng hợp lý, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể tạo ra sự khác biệt to lớn. Hãy cùng tôi tìm hiểu từng phương pháp một cách kỹ lưỡng và cụ thể, để bạn có thể áp dụng ngay vào không gian sống của mình. 1. Treo gương bát quái ngoài cửa, bảo vệ và đẩy lùi vận xui. Gương bát quái là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất để bảo vệ nhà cửa và hóa giải vận xui. Loại gương này có hình bát giác, mỗi cạnh đại diện cho một yếu tố phong thủy, giúp cân bằng năng lượng và đẩy lùi các tác động xấu từ bên ngoài. Gương bát quái thường được treo bên ngoài nhà, ngay phía trên cửa chính để phản chiếu và hóa giải những luồng khí xấu, ngăn chặn chúng không xâm nhập vào không gian sống của gia đình. Khi sử dụng gương bát quái, bạn cần chú ý không treo gương đối diện cửa nhà người khác, vì điều này có thể tạo ra sự xung đột năng lượng giữa hai ngôi nhà. Gương bát quái không chỉ bảo vệ gia đình mà còn giúp gia chủ cảm thấy an tâm, mang lại sự thịnh vượng và may mắn. Việc chọn loại gương bát quái phù hợp cũng quan trọng, có loại gương lõm, gương lồi và gương phẳng, tùy thuộc vào việc bạn muốn hóa giải năng lượng gì. 2. Treo chuông gió, kích hoạt năng lượng tích cực. Chuông gió không chỉ là một món đồ trang trí mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong phong thủy, giúp kích hoạt năng lượng tích cực và xua tan năng lượng xấu. Chuông gió thường được treo ở cửa chính hoặc cửa sổ, nơi có nhiều luồng khí lưu thông, tạo điều kiện cho năng lượng tốt lan tỏa khắp không gian sống. Khi chuông gió vang lên, nó tạo ra một tần số âm thanh giúp thanh lọc và cân bằng khí trong nhà, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và yên bình. Đặc biệt, chuông gió bằng kim loại được ưa chuộng trong phong thủy vì khả năng khuếch đại và kích hoạt năng lượng tốt. Hãy chọn một vị trí phù hợp để treo chuông gió, tránh đặt ở nơi khuất gió hay quá gần các vật cản. 3. Sử dụng muối để thanh tẩy năng lượng tiêu cực. Muối được coi là một chất liệu phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc thanh tẩy và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Muối có khả năng hấp thụ những năng lượng xấu và mang lại sự tinh khiết cho không gian sống. Để áp dụng, bạn có thể đặt bát muối ở các góc phòng hoặc gần cửa chính để ngăn chặn năng lượng tiêu cực. Một phương pháp phổ biến khác là sử dụng muối để lau nhà, đặc biệt là ở những khu vực như cửa ra vào, nhà bếp và phòng ngủ. Khi kết hợp muối với nước, bạn sẽ có một dung dịch thanh tẩy mạnh mẽ, giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho gia đình. 4. Sử dụng đá phong thủy để cân bằng năng lượng. Đá phong thủy từ lâu đã được coi là một vật phẩm mạnh mẽ trong việc thu hút năng lượng tích cực và hóa giải vận xui. Những loại đá như thạch anh, mã não hoặc ngọc bích có khả năng cân bằng năng lượng và bảo vệ không gian sống khỏi những tác động tiêu cực. Bạn có thể đặt những viên đá này ở những vị trí chiến lược trong nhà như phòng khách, phòng làm việc hoặc gần cửa ra vào để đón nhận và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Đá phong thủy không chỉ mang lại may mắn mà còn có tác dụng tăng cường sự bình an, giúp tinh thần của gia chủ luôn trong trạng thái cân bằng, từ đó cải thiện tài lộc và vận mệnh. 5. Treo gương bát quái ngoài cửa, bảo vệ và đẩy lùi vận xui. Như đã nói ở phần trên, gương bát quái là công cụ không thể thiếu trong phong thủy để hóa giải vận xui. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng gương bát quái phải được đặt đúng vị trí, hướng ra ngoài và không được chiếu thẳng vào nhà người khác. Điều này sẽ giúp gia chủ hóa giải năng lượng xấu và thu hút tài lộc, đồng thời ngăn chặn các tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh. 6. Trồng cây xanh, hấp thụ năng lượng xấu, tăng cường tài lộc. Cây xanh không chỉ là nguồn cung cấp oxy mà còn là biểu tượng của sự sống và năng lượng tích cực trong phong thủy. Việc trồng cây xanh trong nhà giúp thanh lọc không khí, cải thiện tâm trạng và tạo ra không gian sống dễ chịu. Đặc biệt, những loại cây phong thủy như cây phát tài, cây kim tiền,
hay cây lưỡi hổ có khả năng thu hút tài lộc và hóa giải năng lượng tiêu cực. Bạn nên đặt cây xanh ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với năng lượng xấu như gần cửa ra vào, góc nhà, hoặc những nơi bị che khuất ánh sáng. Cây xanh không chỉ giúp hấp thụ khí độc mà còn tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố phong thủy, giúp gia chủ đảo ngược tình thế và thu hút vận may. 7. Bố trí ánh sáng hợp lý, kích hoạt năng lượng dương. Ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên, là yếu tố rất quan trọng trong phong thủy vì nó mang theo năng lượng dương, giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và kích hoạt những yếu tố tốt lành. Ngôi nhà thiếu ánh sáng hoặc bị che khuất có thể dẫn đến sự u ám và tích tụ năng lượng xấu. Để hóa giải điều này, hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn luôn có đủ ánh sáng, đặc biệt là ở những khu vực quan trọng như phòng khách, phòng ngủ và bếp. Nếu không thể sử dụng ánh sáng tự nhiên, bạn có thể bổ sung đèn chiếu sáng để làm ấm không gian và tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Đèn pha lê hoặc đèn có hình dạng tròn là lựa chọn tốt nhất, vì chúng tượng trưng cho sự hoàn hảo và lưu thông năng lượng. 8. Đốt trầm hương hoặc nến thơm, thanh tẩy không gian. Trầm hương và nến thơm từ lâu đã được sử dụng để thanh tẩy không gian và loại bỏ năng lượng tiêu cực. Mùi hương nhẹ nhàng của trầm và nến có tác dụng làm sạch không khí và tạo ra bầu không khí yên bình, giúp tinh thần được thư giãn và tập trung. Đốt trầm hương trong nhà có thể giúp thanh lọc không gian, loại bỏ những năng lượng xấu và thu hút sự thịnh vượng. Bạn có thể đốt trầm hoặc nến thơm vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối để tăng cường năng lượng dương, tạo ra sự hài hòa và bình an cho gia đình. 9. Dọn dẹp nhà cửa, tạo ra không gian thông thoáng và sạch sẽ. Một trong những nguyên nhân chính khiến năng lượng trong nhà bị đình trệ và dẫn đến vận xui là việc không gian sống bị lộn xộn, dơ bẩn. Theo phong thủy, năng lượng tích cực chỉ có thể lưu thông khi ngôi nhà của bạn được giữ gìn gọn gàng và sạch sẽ. Những khu vực như cửa chính, phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ cần được thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ những vật dụng không cần thiết. Cửa ra vào phải luôn thoáng mát để tài lộc và may mắn có thể dễ dàng đi vào nhà. Hãy thử bắt đầu bằng cách dọn sạch đồ đạc bừa bộn, bỏ những món đồ không còn sử dụng, vì chúng có thể tích tụ năng lượng tiêu cực và khiến gia chủ cảm thấy bế tắc. Việc giữ gìn nhà cửa ngăn nắp không chỉ giúp tạo nên một không gian sống dễ chịu mà còn thu hút những năng lượng tích cực, hóa giải mọi vận xui. Phong thủy từ lâu đã được coi là nghệ thuật sắp xếp và cân bằng không gian sống nhằm thu hút những điều tốt đẹp, may mắn và tài lộc cho gia chủ. Trong mỗi ngôi nhà, từng vật phẩm được bố trí không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt phong thủy. Mỗi vật phẩm, từ bức tranh treo tường đến những chiếc gương, đồng hồ hay tượng thần tài, đều mang theo một nguồn năng lượng nhất định, có thể tác động trực tiếp đến vận mệnh, tài lộc và hạnh phúc của cả gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng việc sắp xếp các vật phẩm này sai vị trí không chỉ làm giảm đi tác dụng phong thủy mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như mất tài lộc, gặp khó khăn trong cuộc sống và thậm chí là tai họa cho gia đình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 vật phẩm phong thủy mà tuyệt đối không nên treo sai chỗ trong nhà để tránh những hệ lụy không mong muốn. Hãy cùng tìm hiểu để bảo vệ tài lộc, bình an và thịnh vượng cho gia đình bạn. Một gương biểu tượng của sự phản chiếu. Gương không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn là một công cụ phong thủy mạnh mẽ. Gương có khả năng phản chiếu năng lượng, mở rộng không gian và thu hút ánh sáng, từ đó tạo ra cảm giác thoáng đãng, rộng rãi hơn cho ngôi nhà. Tuy nhiên, gương cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không được đặt đúng vị trí. Trong phong thủy, gương không nên treo đối diện với cửa ra vào. Điều này là vì gương có thể phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tích cực, tài lộc ra khỏi ngôi nhà, khiến gia đình mất đi nhiều cơ hội tốt và may mắn. Ngoài ra, việc treo gương đối diện với giường ngủ cũng là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Gương phản chiếu hình ảnh của bạn khi đang ngủ, gây ra sự lo lắng, bất an, ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ, căng thẳng, và thậm chí là các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu tình trạng này kéo dài. Để tận dụng tốt nhất năng lượng phong thủy của gương, hãy đặt nó ở những nơi có thể phản chiếu hình ảnh đẹp như cảnh vật thiên nhiên, khu vườn hay các không gian sinh hoạt chung trong nhà, nơi năng lượng tích cực có thể lan tỏa khắp không gian sống. 2. Tranh phong cảnh nước, dòng chảy của tài lộc.
Tranh phong cảnh nước là biểu tượng của sự lưu chuyển, năng động và sự tuần hoàn của tài lộc trong ngôi nhà. Nước trong phong thủy đại diện cho tiền bạc, tài lộc và sự giàu có. Tuy nhiên, việc treo tranh phong cảnh nước không đúng chỗ có thể gây ra những tác động ngược lại, khiến dòng chảy tài lộc không ổn định, thậm chí là thất thoát. Theo phong thủy, tranh phong cảnh nước không nên treo ở phía sau ghế sofa hoặc giường ngủ, vì nước mang tính chất lưu động, không ổn định. Khi treo ở những vị trí này, nó có thể tạo ra sự bất an, thiếu ổn định trong cuộc sống và công việc của bạn. Ngược lại, nếu tranh phong cảnh nước được đặt ở những vị trí như phòng khách, gần cửa ra vào hoặc nơi có sự lưu thông của năng lượng tốt, nó sẽ giúp dòng chảy tài lộc trong nhà được duy trì một cách ổn định, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Hãy lưu ý chọn những bức tranh có hình ảnh dòng nước chảy nhẹ nhàng, êm dịu, tránh những hình ảnh nước chảy xiết hay biển động, vì chúng có thể mang lại sự căng thẳng, bất ổn cho không gian sống. 3. Đồng hồ treo tường, quản lý thời gian và tài lộc. Đồng hồ treo tường là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp mọi người quản lý thời gian một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong phong thủy, đồng hồ còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Đồng hồ biểu trưng cho sự trôi qua của thời gian, nhắc nhở chúng ta về tính chất hữu hạn của cuộc sống và sự cần thiết phải tận dụng thời gian một cách khôn ngoan. Đồng thời, đồng hồ cũng là biểu tượng của sự chảy trôi của dòng chảy tài lộc. Vì vậy, việc đặt đồng hồ đúng vị trí là vô cùng quan trọng để không chỉ quản lý tốt thời gian mà còn đảm bảo dòng chảy tài lộc luôn thông suốt. Đồng hồ không nên treo ở những vị trí đối diện với cửa ra vào hoặc cửa sổ, vì theo phong thủy, điều này có thể khiến thời gian và tài lộc trôi đi khỏi nhà bạn. Đặc biệt, đồng hồ cũng không nên treo trong phòng ngủ, nhất là ở đầu giường. Đồng hồ trong phòng ngủ có thể tạo ra cảm giác căng thẳng, áp lực về thời gian, làm giấc ngủ của bạn không được sâu, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Hãy treo đồng hồ ở những vị trí trung tâm trong nhà, như phòng khách hoặc phòng ăn, nơi nó có thể điều hòa dòng chảy của năng lượng tích cực, giúp duy trì sự thịnh vượng và hài hòa cho gia đình. 4. Chuông gió tâm thanh của sự bình an. Chuông gió là một vật phẩm phong thủy phổ biến, được sử dụng để xua đuổi tà khí, thu hút năng lượng tích cực và mang lại âm thanh dễ chịu cho không gian sống. Âm thanh từ chuông gió nhẹ nhàng, êm dịu giúp làm dịu tinh thần, tạo ra một không gian sống bình an và hài hòa. Tuy nhiên, chuông gió cần phải được treo ở những vị trí phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy của nó. Chuông gió không nên treo ở những nơi có năng lượng thấp, chẳng hạn như nhà vệ sinh, nhà kho hoặc dưới cầu thang, vì những vị trí này không chỉ làm giảm hiệu quả của chuông gió mà còn có thể kích hoạt năng lượng xấu, mang đến xui xẻo và rắc rối cho gia đình. Thay vào đó, chuông gió nên được treo ở cửa ra vào, ban công hoặc cửa sổ, nơi có luồng gió tự nhiên đi qua, giúp khuếch tán năng lượng tích cực khắp ngôi nhà. Nếu treo chuông gió ở phòng khách, âm thanh của nó sẽ tạo ra một không gian thư giãn, ấm cúng và dễ chịu, mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc cho gia đình. Hãy lựa chọn chuông gió với chất liệu phù hợp, như kim loại, gỗ hay tre, để âm thanh phát ra hài hòa với không gian sống và tăng cường hiệu quả phong thủy. 5. Tượng thần tài, biểu tượng của sự thịnh vượng. Tượng thần tài là một biểu tượng phong thủy mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để thu hút tài lộc, thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Thần tài thường được thờ cúng trong các gia đình kinh doanh, với hy vọng mang lại sự giàu có và thành công. Tuy nhiên, để tượng thần tài phát huy tối đa hiệu quả, nó cần phải được đặt ở những vị trí cao ráo, trang trọng và sạch sẽ. Tuyệt đối không nên đặt tượng thần tài dưới cầu thang, ở góc tối hay những nơi có nhiều bụi bặm, vì những vị trí này sẽ làm giảm đi sự linh thiêng và năng lượng tích cực của thần tài, khiến gia chủ gặp khó khăn trong việc thu hút tài lộc. Tượng thần tài nên được đặt ở phòng khách, gần cửa ra vào hoặc ở bàn thờ, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Điều này sẽ giúp thần tài thu hút năng lượng tích cực từ bên ngoài, mang lại sự thịnh vượng, phát đạt cho gia đình. Ngoài ra, hãy luôn giữ cho tượng thần tài sạch sẽ và sáng bóng, thường xuyên lau chùi và thắp nhang để tỏ lòng kính trọng, cầu mong thần tài ban phước lành cho gia đình. 6. Tranh con giáp, đặt đúng năm sinh để tránh xui xẻo. Tranh con giáp là một vật phẩm phong thủy mang tính cá nhân cao, thường được treo để tôn vinh năm sinh của gia chủ và thu hút vận may. Mỗi con giáp đại diện cho một năm sinh,
mang theo những đặc điểm và năng lượng riêng. Tuy nhiên, việc treo tranh con giáp không đúng vị trí hoặc không phù hợp với năm sinh của người trong gia đình có thể gây ra những xung đột về năng lượng, mang lại xui xẻo, khó khăn. Ví dụ, nếu bạn sinh vào năm Dậu nhưng lại treo tranh con giáp Tý trong phòng ngủ, điều này có thể gây ra sự xung đột về năng lượng, làm giảm đi sự hài hòa và bình an trong cuộc sống của bạn. Tương tự, treo tranh con giáp của người khác mà không phải của mình trong phòng khách cũng có thể gây ra sự bất hòa, xung đột giữa các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến tình cảm và sự đoàn kết. Để tránh những ảnh hưởng xấu này, hãy chọn tranh con giáp phù hợp với năm sinh của mình và đặt ở những vị trí trang trọng như phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng thờ. Điều này sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc và bình an cho gia đình. Trong phong thủy, mỗi vật phẩm trong nhà đều mang theo một năng lượng nhất định, có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của gia chủ. Việc sắp xếp, treo đúng vị trí các vật phẩm phong thủy không chỉ giúp bạn thu hút tài lộc, thịnh vượng mà còn bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo, rủi ro. Những vật phẩm như gương, tranh phong cảnh nước, đồng hồ, chuông gió, tượng thần tài và tranh con giáp đều có những nguyên tắc phong thủy riêng. Nếu được đặt đúng chỗ, chúng sẽ mang lại sự bình an, tài lộc và hạnh phúc cho gia đình. Ngược lại, nếu treo sai vị trí, chúng có thể gây ra nhiều rắc rối, khó khăn và thậm chí là lụi bại. Hãy luôn lưu ý đến cách bố trí không gian sống của mình để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa những lợi ích từ phong thủy, mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc và bình an cho gia đình. Một không gian sống hài hòa, cân bằng theo phong thủy không chỉ giúp bạn và gia đình an tâm mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và thành công trong cuộc sống. Trong phong thủy, việc lựa chọn và trồng cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích về tài lộc và may mắn. Trồng cây phong thủy ở những vị trí thích hợp, đặc biệt là sau nhà, có thể giúp gia chủ trấn giữ của cải, xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tích cực. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 6 loại cây phong thủy cực kỳ hiệu quả khi trồng sau nhà. Những loại cây này không chỉ mang lại vẻ đẹp thiên nhiên cho ngôi nhà mà còn góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh và thịnh vượng. Hãy cùng tìm hiểu để biết cách lựa chọn và chăm sóc những loại cây này để biến không gian xung quanh nhà của bạn thành một nơi đầy năng lượng tích cực và tài lộc. 1. Cây dâu tằm. Cây dâu tằm không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc mà còn có giá trị phong thủy cao. Khi trồng cây dâu tằm sau nhà, bạn không chỉ có thể thu hoạch quả ngon mà còn nhận được những lợi ích về tài lộc. Cây dâu tằm có khả năng xua đuổi năng lượng tiêu cực và tạo ra một không gian xanh mát, giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu. Lợi ích phong thủy. Theo phong thủy, cây dâu tằm không chỉ giúp cải thiện tài lộc mà còn mang lại sự hòa hợp và bình an trong gia đình. Nó có thể tạo ra một không gian sống hòa hợp và giúp gia đình bạn cảm thấy ổn định và thư giãn hơn. Nếu cây dâu tằm phát triển tốt và ra nhiều quả, đây là dấu hiệu cho thấy tài lộc và may mắn đang đến gần. 2. Cây chuối. Cây chuối là một loại cây phong thủy tuyệt vời để trồng sau nhà. Nó không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy. Cây chuối giúp cải thiện không khí và tạo ra một không gian sống thoải mái. Theo phong thủy, cây chuối có khả năng thu hút tài lộc và may mắn, đồng thời xua đuổi tà khí, giúp gia chủ phát tài, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Lợi ích phong thủy, cây chuối được cho là có khả năng tăng cường sự may mắn và tài lộc, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Những người trồng cây chuối thường cảm thấy cuộc sống trở nên thuận lợi hơn và công việc diễn ra suôn sẻ. Cây này không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn giúp tạo ra một không gian sống dễ chịu và hài hòa. 3. Cây tre trúc kiển. Cây tre trúc kiển là một lựa chọn phổ biến trong phong thủy nhờ vào khả năng mang lại sự bình an và tài lộc. Trồng cây tre trúc kiển sau nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp giữ gìn của cải, xua đuổi tà khí và cải thiện năng lượng tích cực. Cây tre trúc kiển có dáng vẻ thanh thoát và dễ chăm sóc, giúp gia chủ tạo ra một môi trường sống hài hòa và thịnh vượng. Lợi ích phong thủy, cây tre trúc kiển được coi là biểu tượng của sự bền vững và tài lộc. Nó giúp tạo ra một không gian sống cân bằng và ổn định, đồng thời bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực.
Nhiều gia đình cho rằng cây này giúp duy trì sự bình an và sự thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. 4. Cây mít. Cây mít không chỉ là loại cây ăn quả yêu thích mà còn có giá trị phong thủy cao. Khi trồng cây mít sau nhà, bạn sẽ giúp gia đình mình giữ gìn của cải và thu hút tài lộc. Cây mít có khả năng mang lại sự phát triển mạnh mẽ và sự thịnh vượng cho gia chủ. Với những quả mít to đẹp và hương vị thơm ngon, cây mít không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn góp phần làm tăng cường tài lộc và may mắn. Lợi ích phong thủy, cây mít giúp gia chủ tạo ra một không gian sống tươi mát và tăng cường tài lộc. Nó còn giúp mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong công việc. Những quả mít lớn và đẹp thường được xem là dấu hiệu của sự phát triển và thành công. 5. Cây bưởi. Cây bưởi là một trong những cây phong thủy rất hiệu quả khi trồng sau nhà. Cây bưởi có tác dụng trấn giữ của cải, giúp gia chủ xua đuổi tà khí và thu hút năng lượng tích cực. Trồng cây bưởi không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho khu vườn mà còn giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng xấu và thu hút tài lộc. Lợi ích phong thủy, cây bưởi có khả năng trấn giữ của cải và xua đuổi tà khí, đồng thời tạo ra sự thịnh vượng cho gia chủ. Cây bưởi không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực và thu hút tài lộc. 6. Cây táo. Cây táo, với hình dáng đẹp và khả năng phát triển tốt, là một sự lựa chọn lý tưởng để trồng sau nhà. Cây táo không chỉ tạo ra không gian xanh mát mà còn giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn. Theo phong thủy, cây táo có khả năng xua đuổi tà khí và bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực, đồng thời tạo ra sự thịnh vượng và bình an cho ngôi nhà. Lợi ích phong thủy, cây táo không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại sự hòa hợp và tài lộc cho gia chủ. Nó giúp bảo vệ gia đình khỏi các năng lượng tiêu cực và tạo ra sự bình an và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Trồng cây phong thủy không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích về tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Những loại cây mà chúng tôi đã giới thiệu đều có tác dụng tích cực trong việc trấn giữ của cải, xua đuổi tà khí và thu hút may mắn. Khi trồng cây sau nhà, bạn không chỉ tạo ra một không gian xanh mát mà còn giúp gia đình bạn luôn được bảo vệ khỏi những năng lượng tiêu cực, đồng thời tạo điều kiện cho tài lộc và thịnh vượng. Khi cuộc sống trở nên hối hả và đầy bộn bề lo toan, ai trong chúng ta cũng mong muốn có được sự an nhiên, hạnh phúc và đặc biệt là thịnh vượng về tài chính. Điều này không chỉ đơn thuần là ước mơ, mà còn là một nhu cầu thiết yếu để có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng về vật chất. Trong văn hóa dân gian, có rất nhiều dấu hiệu được xem là điềm báo của sự may mắn và tài lộc. Trong số đó, việc các loài vật đặc biệt xuất hiện trong nhà thường được coi là tín hiệu tốt lành, mang lại sự giàu sang, phú quý và đôi khi còn may mắn hơn cả việc trúng số. Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, đó là đừng bao giờ xua đuổi những loài vật này. Hãy để chúng ở lại, vì chúng mang đến năng lượng tích cực, tài lộc dồi dào và có thể giúp gia chủ phất lên giàu có nhanh chóng. Hãy tưởng tượng một buổi sáng nào đó, khi bạn vừa bước ra khỏi cửa, bạn bắt gặp một chú chim én bay lượn trên bầu trời và đậu xuống mái nhà mình. Ngay lập tức, trong lòng bạn dâng lên một cảm giác an lành, nhẹ nhàng. Đó chính là dấu hiệu của một khởi đầu mới, một mùa xuân tràn đầy hy vọng và thịnh vượng đang đến gần. Hoặc khi bạn đang ngồi trong nhà, bất chợt một chú bướm với đôi cánh rực rỡ bay vào qua khung cửa sổ, điều này không chỉ là một cảnh tượng đẹp mắt mà còn là điềm báo của những tin vui sắp đến. Trong văn hóa phương Đông, những loài vật này không chỉ đơn thuần là sinh vật bình thường mà còn mang trong mình những ý nghĩa sâu xa về tâm linh và phong thủy. Và bây giờ, hãy cùng lắng nghe 6 loài vật đặc biệt mà khi chúng xuất hiện trong nhà, chắc chắn sẽ mang lại những điều tốt lành, giúp gia đình bạn không chỉ có cuộc sống hạnh phúc, mà còn được thịnh vượng và tài lộc tràn đầy. 1. Chim én, sứ giả của mùa xuân và tài lộc. Chim én, từ lâu đã được coi là biểu tượng của mùa xuân, của những khởi đầu mới đầy tươi sáng và đặc biệt là của tài lộc. Chim én thường xuất hiện vào những ngày đầu năm, khi mùa xuân vừa chớm nở. Theo quan niệm dân gian, nếu một đôi chim én bay vào nhà, đó là điềm báo tốt lành, mang theo sự phát triển và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Đặc biệt, nếu bạn bắt gặp chim én đang làm tổ trên mái nhà, điều đó có nghĩa là gia đình bạn đang được trời đất bảo hộ, mang đến sự may mắn và tài lộc.
Những ai có duyên gặp được chim én vào nhà, hãy chào đón chúng với tất cả sự trân trọng, vì chúng có thể mang đến những cơ hội mới, giúp bạn và gia đình phất lên giàu sang, phú quý. Chim én không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn biểu trưng cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nơi mà những khó khăn sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất. 2. Bướm bay vào nhà, tin vui và vận may đang đến. Trong văn hóa phương Đông, bướm bay vào nhà là dấu hiệu của sự chuyển đổi, của tin vui và vận may đang đến gần. Bướm được xem là linh hồn của người thân đã khuất, đến thăm và phù hộ cho gia đình. Nếu bướm bay vào nhà bạn, đó là lời nhắn nhủ từ những người thân yêu rằng họ đang dõi theo và mang lại sự bình an, thịnh vượng cho bạn. Bướm đen được xem là may mắn, biểu thị cho sự thăng tiến trong công việc và tiền bạc. Bướm trắng, với vẻ đẹp tinh khiết, tượng trưng cho những điều tốt đẹp và sự bảo hộ. Vì vậy, nếu bướm bay vào nhà, hãy để chúng ở lại, đừng vội xua đuổi, bởi chúng đang mang đến vận may, hạnh phúc và sự phồn thịnh cho gia đình bạn. Những chú bướm này không chỉ là sứ giả của thế giới tâm linh mà còn là biểu trưng cho sự thay đổi tích cực, cho những khởi đầu mới đầy hứa hẹn. 3. Mèo hoang vào nhà, người bạn đồng hành của sự thịnh vượng. Dù rằng mèo hoang thường khiến nhiều người cảm thấy e ngại, nhưng theo phong thủy, mèo hoang vào nhà lại mang ý nghĩa tích cực. Mèo là loài vật linh thiêng, biểu trưng cho sự linh hoạt và sự bảo vệ khỏi những điều không may. Khi một con mèo hoang quyết định chọn nhà bạn làm nơi cư ngụ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy vận may và tài lộc đang tìm đến. Người xưa tin rằng, mèo có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Vì thế, đừng xua đuổi chúng, hãy xem chúng như người bạn đồng hành, mang đến sự bình an và thịnh vượng. Đặc biệt, mèo là loài vật nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường, nên khi chúng chọn ở lại, đó là tín hiệu rằng ngôi nhà của bạn đang trong giai đoạn phát triển tốt, và những khó khăn, trở ngại sẽ sớm được giải quyết. 4. Dơi, biểu tượng của sự thịnh vượng và trường thọ. Dơi, với cái tên mang ý nghĩa phúc trong tiếng Hán, là loài vật được coi trọng trong phong thủy. Nếu bạn bắt gặp dơi bay vào nhà, đặc biệt là vào ban đêm, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng và trường thọ. Dơi được cho là mang đến những điều may mắn, bảo vệ gia đình khỏi tai ương và thu hút tài lộc. Có thể bạn sẽ thấy loài vật này đáng sợ, nhưng thực ra, chúng là người bảo vệ vô hình, giúp ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt, nếu dơi làm tổ trong nhà, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sẽ có cuộc sống dài lâu, thịnh vượng và hạnh phúc. Sự xuất hiện của dơi không chỉ là dấu hiệu của sự thịnh vượng mà còn là biểu tượng của sự trường thọ, mang đến cho gia đình bạn sức khỏe dồi dào và một cuộc sống dài lâu, viên mãn. 5. Chó lạ đến nhà, người gác cổng của tài lộc. Chó là biểu tượng của sự trung thành, bảo vệ và mang lại sự an toàn cho gia đình. Khi một con chó lạ đến nhà và có vẻ muốn ở lại, đó là dấu hiệu của sự bảo vệ và tài lộc sắp đến. Theo quan niệm dân gian, chó lạ đến nhà thường mang theo vận may, giúp gia chủ tránh khỏi những điều xui xẻo và thu hút tài lộc. Nếu chú chó đó thể hiện sự thân thiện, dễ mến, thì hãy xem nó như một tín hiệu rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tài chính thịnh vượng. Chó là loài vật gắn liền với con người qua hàng ngàn năm, và chúng không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ, mang đến cho gia đình bạn sự an toàn và bình an trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 6. Rắn bò vào nhà, điềm báo của sự giàu có. Rắn, một loài vật thường bị xem là nguy hiểm, nhưng theo phong thủy, nếu rắn bò vào nhà, đặc biệt là rắn không độc, đó lại là điềm báo của sự giàu có và tài lộc. Người xưa tin rằng, rắn là biểu tượng của sự mạnh mẽ, thông minh và sự bảo vệ. Khi rắn bò vào nhà, nó mang theo thông điệp của sự chuyển đổi, của những cơ hội mới đang đến gần. Điều quan trọng là không nên hoảng sợ hay làm hại rắn, mà hãy để nó tự rời đi, bởi rắn đến nhà là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sẽ sớm được trời Phật ban lộc, công việc thuận lợi và tài chính dồi dào. Sự xuất hiện của rắn có thể là một điều bất ngờ, nhưng nó mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về sự chuyển biến tích cực, giúp gia đình bạn có được sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. 6. Đồ vật trong nhà, tưởng đơn giản nhưng là vật thu hút tài lộc cho gia đình, tuyệt đối cấm cho mượn, kẻo mất sạch tài lộc, mang xui xẻo về cho gia đình. Kính chào quý thính giả,
Có những đồ vật trong nhà mà bạn có thể không để ý, nhưng lại có khả năng thu hút tài lộc cho gia đình bạn. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng những món đồ tưởng chừng như đơn giản lại có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận mệnh tài chính của bạn? Trong thế giới phong thủy và tâm linh, có những vật phẩm mà khi được đặt đúng chỗ và chăm sóc đúng cách, chúng có thể trở thành những cỗ máy hút tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình bạn. Tuy nhiên, cũng có một quy tắc quan trọng mà bạn cần ghi nhớ, đó là tuyệt đối không cho người khác mượn những đồ vật này, nếu không bạn có thể mất sạch tài lộc. Vì vậy, hãy cùng tôi tìm hiểu và khám phá 6 đồ vật quan trọng này, và làm thế nào để chúng có thể mang lại nguồn tài chính dồi dào cho gia đình bạn. 1. Bể cá phong thủy. Bể cá phong thủy không chỉ là một món đồ trang trí đẹp mắt, mà còn là một biểu tượng mạnh mẽ của sự thịnh vượng và tài lộc. Theo phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc và sự phát triển, trong khi cá, đặc biệt là cá vàng hoặc cá chép, được coi là biểu tượng của sự dồi dào và may mắn. Khi bạn chăm sóc bể cá một cách cẩn thận và giữ cho nước luôn trong sạch, bể cá sẽ giúp thu hút tài lộc và giữ cho nguồn tài chính của bạn luôn dồi dào. Đặc biệt, bạn nên chọn cá với màu sắc và kích cỡ phù hợp, vì mỗi loại cá có những ý nghĩa phong thủy khác nhau. Hãy nhớ rằng bể cá phong thủy nên được đặt ở những vị trí có ánh sáng tốt, nhưng không nên đặt ở nơi có ánh sáng trực tiếp quá mạnh, vì điều này có thể làm giảm sự phát triển của cá và ảnh hưởng đến tài lộc. Bể cá cũng cần được chăm sóc thường xuyên, từ việc thay nước đến việc làm sạch bể để đảm bảo năng lượng phong thủy luôn được duy trì. Đừng quên, việc cho người khác mượn bể cá hoặc thậm chí là chỉ mượn một phần nước cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của nguồn tài lộc. 2. Đèn phong thủy. Đèn phong thủy không chỉ giúp chiếu sáng không gian mà còn có tác dụng kích thích năng lượng tích cực, thúc đẩy tài lộc và sự thịnh vượng. Đèn được đặt ở các vị trí quan trọng như góc phía đông nam của ngôi nhà, khu vực tượng trưng cho tài lộc trong phong thủy. Ánh sáng từ đèn không chỉ giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực mà còn mang lại sự ấm áp, hạnh phúc cho gia đình. Một chiếc đèn phong thủy tốt nên có ánh sáng mềm mại và dễ chịu, tránh ánh sáng quá mạnh có thể gây cảm giác khó chịu. Hãy chú ý đến màu sắc của đèn, những màu sắc như đỏ, vàng hoặc trắng thường được coi là may mắn trong phong thủy. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra tình trạng của đèn thường xuyên, đảm bảo nó luôn hoạt động tốt và không bị hỏng hóc. Một chiếc đèn phong thủy đúng cách sẽ giúp cân bằng năng lượng trong nhà và thu hút tài lộc, nhưng nếu bạn cho người khác mượn, có thể làm giảm hiệu quả thu hút tài lộc của nó. 3. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc, với nụ cười tươi tắn và bụng bự, không chỉ là biểu tượng của sự vui vẻ và hòa bình mà còn là một biểu tượng mạnh mẽ của sự thịnh vượng và tài lộc. Đặt tượng Phật Di Lặc ở những vị trí dễ thấy trong nhà, đặc biệt là gần cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc, có thể giúp thu hút năng lượng tích cực và làm tăng tài lộc cho gia đình. Nụ cười của Phật Di Lặc được cho là có khả năng làm giảm căng thẳng và mang lại sự bình an cho không gian. Bên cạnh đó, hãy đảm bảo tượng Phật được đặt ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và không bị che khuất bởi các đồ vật khác. Tượng Phật cần được giữ gìn cẩn thận, vì việc cho người khác mượn tượng Phật có thể làm giảm năng lượng tích cực mà tượng mang lại. Đồng thời, bạn cũng nên thường xuyên lau chùi tượng để giữ cho nó luôn sạch đẹp và hiệu quả phong thủy được duy trì. 4. Cây phát lộc. Cây phát lộc, hay còn gọi là cây tài lộc, là một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng trong phong thủy. Nó không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn có khả năng thu hút tài lộc và may mắn. Cây phát lộc nên được đặt ở khu vực phía đông nam của ngôi nhà hoặc văn phòng, nơi được coi là vị trí phong thủy tốt nhất cho sự phát triển tài chính. Cây phát lộc có thể phát triển mạnh mẽ và mang lại năng lượng tích cực nếu được chăm sóc đúng cách. Hãy chú ý đến việc tưới nước đều đặn, tránh để cây bị khô héo hoặc quá ẩm ướt, và cũng nên kiểm tra định kỳ để phát hiện và xử lý các vấn đề về sâu bệnh. Đặc biệt, cây phát lộc cần được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, không nên để cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp quá lâu, vì điều này có thể làm hại đến cây. Việc cho người khác mượn cây phát lộc có thể ảnh hưởng đến nguồn tài lộc mà cây mang lại, vì vậy hãy giữ cây trong nhà của bạn để duy trì sự ổn định của năng lượng tài chính. 5. Gương phong thủy. Gương phong thủy có tác dụng phản chiếu và mở rộng không gian, đồng thời giúp khuếch đại năng lượng tích cực trong nhà. Đặt gương ở những vị trí hợp lý, như đối diện với cửa ra vào hoặc trong phòng khách,
sẽ giúp thu hút tài lộc và tăng cường sự thịnh vượng. Gương có khả năng cải thiện ánh sáng và không gian, làm cho không gian trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn. Đặc biệt, gương phong thủy nên được làm sạch thường xuyên để đảm bảo không có bụi bẩn hoặc vết ố, vì điều này có thể làm giảm khả năng phản chiếu và làm ảnh hưởng đến năng lượng tích cực trong không gian. Tuyệt đối không nên cho người khác mượn gương phong thủy của bạn, vì sự thay đổi vị trí của gương có thể làm giảm tác dụng tích cực của nó. 6. Tranh phong thủy. Tranh phong thủy, đặc biệt là các bức tranh có chủ đề về tài lộc và thịnh vượng như tranh đồng tiền, tranh cá chép hay tranh hoa mẫu đơn, có khả năng thu hút năng lượng tài chính và may mắn cho gia đình. Đặt tranh ở những vị trí thích hợp như phòng khách hoặc phòng làm việc sẽ giúp kích thích tài lộc và mang lại sự phát triển cho gia đình. Hãy chú ý đến màu sắc và chủ đề của tranh, vì mỗi loại tranh mang một ý nghĩa phong thủy khác nhau. Tranh phong thủy cũng cần được treo cố định, không nên di chuyển thường xuyên và tuyệt đối không nên cho người khác mượn, vì điều này có thể làm giảm khả năng thu hút tài lộc của chúng. Những đồ vật này, dù có vẻ đơn giản, nhưng nếu được đặt đúng chỗ và chăm sóc đúng cách, có thể trở thành những cỗ máy hút tài lộc cho gia đình bạn. Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chú ý đến từng chi tiết trong cách bạn chăm sóc và bố trí chúng. Đừng quên rằng việc bảo quản chúng một cách cẩn thận và không cho người khác mượn sẽ giúp duy trì nguồn tài lộc mạnh mẽ cho gia đình bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tận dụng phong thủy trong không gian sống của mình để thu hút tài lộc và may mắn. Trong cuộc sống, những thay đổi nhỏ trên cơ thể đôi khi có thể là dấu hiệu báo trước về một sự thay đổi lớn trong số phận. Những dấu hiệu này không chỉ liên quan đến sức khỏe mà còn có thể là tín hiệu từ vũ trụ rằng bạn sắp được trời ban phúc lộc, giàu có hơn người. Mặc dù không phải ai cũng chú ý đến những thay đổi này, nhưng với những người biết nhận diện và tin vào chúng, đây có thể là cơ hội vàng để đón nhận vận may và tài lộc đang tới. Trong video này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 8 chỗ trên cơ thể đột nhiên thay đổi, được coi là dấu hiệu rằng bạn sắp phát giàu to, làm việc gì cũng thuận lợi và gặp nhiều may mắn. 1. Đột nhiên ngứa tai. Khi bạn đột nhiên thấy tai mình ngứa mà không phải do dị ứng hay bất kỳ lý do y tế nào khác, đây có thể là dấu hiệu của tài lộc đang trên đường tới. Theo quan niệm dân gian, ngứa tai bất thường thường được xem là tín hiệu của những tin vui liên quan đến tài chính. Có thể bạn sắp nhận được một cơ hội đầu tư hấp dẫn, một dự án mới hứa hẹn lợi nhuận, hoặc thậm chí là một món quà bất ngờ từ người thân. Hãy chú ý lắng nghe và nắm bắt những cơ hội này để tăng cường phúc lộc cho bản thân. Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện về việc nhận được cơ hội tài chính bất ngờ ngay sau khi trải qua cảm giác ngứa tai. Ví dụ, có những người đã nhận được thông báo về một khoản tiền thưởng hay một cơ hội đầu tư quan trọng khi cảm thấy ngứa tai. Điều này cho thấy rằng cảm giác ngứa tai có thể là một dấu hiệu đáng tin cậy để bạn chuẩn bị cho những cơ hội tài chính đang đến. 2. Môi trên mọc nốt ruồi. Nốt ruồi trên môi, đặc biệt là môi trên, thường được coi là dấu hiệu của phú quý và sự thuận lợi trong giao tiếp. Nếu đột nhiên bạn nhận thấy một nốt ruồi xuất hiện trên môi, điều này có thể là tín hiệu của sự giàu có đang đến gần. Những người có nốt ruồi ở vị trí này thường gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là trong việc xây dựng mối quan hệ và thăng tiến trong sự nghiệp. Sự thay đổi này không chỉ là biểu hiện bên ngoài mà còn mang ý nghĩa sâu xa về tương lai phú quý. Ví dụ, nhiều doanh nhân thành công đã nhận thấy sự thay đổi này trên cơ thể mình và sau đó họ đã đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp. Sự xuất hiện của nốt ruồi có thể là một dấu hiệu cho sự phát triển và cơ hội mới trong công việc và cuộc sống cá nhân. 3. Trán sáng bóng bất thường. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là khi trán bạn trở nên sáng bóng hơn bình thường. Điều này có thể xảy ra đột ngột và mặc dù có thể chỉ là do ánh sáng, nhưng theo phong thủy, trán sáng bóng được coi là điềm báo tốt. Người xưa tin rằng trán là nơi hội tụ của năng lượng và nếu nó trở nên sáng bóng, điều này báo hiệu rằng bạn sắp nhận được một nguồn năng lượng tích cực và may mắn, giúp bạn thành công và giàu có hơn. Trán sáng bóng thường được cho là dấu hiệu của sự thịnh vượng và tài lộc sắp đến. Ví dụ, nhiều người đã báo cáo về sự thay đổi tích cực trong cuộc sống và tài chính sau khi trán của họ có dấu hiệu này. Điều này có thể là một dấu hiệu của sự thành công sắp tới trong các dự án hoặc kế hoạch cá nhân của bạn. 4. Đột nhiên ngứa lòng bàn tay.
Nếu bạn thấy lòng bàn tay đột nhiên ngứa mà không có lý do cụ thể, đây có thể là dấu hiệu rằng bạn sắp nhận được tiền. Theo quan niệm dân gian, ngứa lòng bàn tay thường liên quan đến việc tiền bạc sẽ đến với bạn, có thể là qua công việc hoặc một khoản tiền bất ngờ từ một nguồn không mong đợi. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy tài chính của bạn sẽ cải thiện trong thời gian tới. Ví dụ, nhiều người đã chia sẻ về việc nhận được một khoản tiền thưởng, một khoản đầu tư thành công, hoặc một món quà bất ngờ sau khi trải qua cảm giác ngứa lòng bàn tay. Đây có thể là cơ hội để bạn chuẩn bị tinh thần và đón nhận những niềm vui tài chính sắp tới. 5. Bàn tay trở nên dày đầy đặn. Khi bạn nhận thấy bàn tay mình đột nhiên trở nên dày và đầy đặn hơn, đây là một dấu hiệu tích cực. Theo phong thủy, bàn tay đầy đặn tượng trưng cho sự thịnh vượng và khả năng quản lý tài chính tốt. Điều này có nghĩa là bạn đang ở trong giai đoạn tài chính thuận lợi và sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và phát tài trong tương lai gần. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các kế hoạch đầu tư hoặc cải thiện tài chính cá nhân. Ví dụ, nhiều người đã thấy sự thay đổi tích cực trong tài chính và công việc sau khi bàn tay của họ trở nên đầy đặn hơn. Điều này có thể là một dấu hiệu của sự thịnh vượng và cơ hội tài chính đang đến gần. 6. Lông mày mọc đậm rõ nét. Lông mày là một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy và thẩm mỹ. Nếu bạn thấy lông mày của mình mọc đậm và rõ nét hơn, đây có thể là dấu hiệu của sự thịnh vượng và phú quý. Lông mày đậm và rõ nét thường liên quan đến sức khỏe tốt và sự ổn định tài chính. Điều này báo hiệu rằng bạn đang có nhiều cơ hội để thành công và làm giàu. Ví dụ, nhiều người đã thấy sự thịnh vượng trong cuộc sống và sự nghiệp sau khi lông mày của họ trở nên đậm và rõ nét hơn. Đây có thể là dấu hiệu của sự thành công và tài lộc sắp đến trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. 7. Dái tai to và dài. Dái tai được coi là biểu tượng của tài lộc và sự trường thọ. Nếu bạn nhận thấy dái tai của mình đột nhiên trở nên to và dài hơn, điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn sắp đón nhận sự giàu có và may mắn. Dái tai to và dài thường liên quan đến sự thịnh vượng và khả năng tích lũy tài sản. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các kế hoạch tài chính và đầu tư. Ví dụ, nhiều người đã thấy sự thay đổi tích cực trong cuộc sống và sự nghiệp khi dái tai của họ trở nên to và dài hơn. Đây có thể là dấu hiệu của sự thịnh vượng sắp đến và cơ hội tài chính đang đến gần. 8. Gót chân đỏ hồng. Gót chân đỏ hồng tự nhiên là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang dồn về phía bạn. Theo quan niệm phong thủy, gót chân là nơi giữ tiền của, và nếu nó đỏ hồng tự nhiên, điều này cho thấy rằng bạn đang ở trong giai đoạn tài chính thuận lợi. Những người có dấu hiệu này thường gặp may mắn trong kinh doanh, đầu tư và các hoạt động tài chính khác. Đây là thời điểm tốt để thực hiện các kế hoạch tài chính và tận dụng những cơ hội mới. Ví dụ, nhiều người đã báo cáo về sự thành công tài chính và cơ hội mới trong kinh doanh sau khi gót chân của họ có dấu hiệu đỏ hồng. Đây có thể là dấu hiệu của sự thịnh vượng và cơ hội tài chính đang đến gần. Kính thưa quý vị thân mến, trong tâm linh phong thủy nhà ở, cây lưỡi hổ xua đuổi tà ma, hút tài lộc đừng trồng linh tinh, đây mới là vị trí tốt ai cũng nên biết. Trong cuộc sống hiện đại, cây cảnh không chỉ là những vật phẩm trang trí đơn thuần mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện phong thủy, thu hút tài lộc và xua đuổi tà ma. Trong số đó, cây lưỡi hổ là một trong những loại cây được yêu thích nhất bởi khả năng thanh lọc không khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Cây lưỡi hổ không chỉ dễ trồng, dễ chăm sóc mà còn có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe và phong thủy ngôi nhà. Tuy nhiên, để cây lưỡi hổ phát huy hết tác dụng của nó, việc chọn vị trí trồng cây là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 vị trí lý tưởng trong nhà để trồng cây lưỡi hổ, đảm bảo mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng ngay để ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực và thịnh vượng. Đặt cây lưỡi hổ trên bàn làm việc. Một trong những vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ trong nhà chính là trên bàn làm việc. Bên cạnh việc tăng tính thẩm mỹ cho không gian làm việc, cây lưỡi hổ còn giúp giảm đi những tia bức xạ của máy tính đối với con người. Trong thời đại công nghệ hiện nay, hầu hết chúng ta đều dành nhiều thời gian trước màn hình máy tính, điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu không biết cách bảo vệ bản thân. Cây lưỡi hổ có khả năng hút tia tử ngoại từ máy tính,
tạo ra không gian làm việc trong lành và thoải mái hơn. Không chỉ vậy, xét về phong thủy, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa thu hút tài lộc và may mắn. Đặt cây lưỡi hổ trên bàn làm việc không chỉ giúp công việc của bạn thuận lợi hơn mà còn giúp tinh thần thoải mái, giảm bớt căng thẳng và áp lực. Mỗi khi mệt mỏi, bạn chỉ cần nhìn vào màu xanh tươi mát của cây, hít thở không khí trong lành mà cây mang lại, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và tràn đầy năng lượng hơn. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn có khả năng làm tăng sự sáng tạo và tập trung. Những người làm việc trong môi trường có cây xanh thường có xu hướng làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và ít bị stress hơn. Do đó, việc đặt cây lưỡi hổ trên bàn làm việc không chỉ là cách trang trí mà còn là một phương pháp hữu hiệu để cải thiện hiệu suất công việc và chất lượng cuộc sống. Đặt cây lưỡi hổ ở phòng khách. Phòng khách là nơi tụ họp, tiếp khách và là bộ mặt của gia đình, do đó việc trang trí phòng khách sao cho đẹp và hợp phong thủy là điều rất quan trọng. Một trong những vị trí tốt để trồng cây lưỡi hổ là ở phòng khách. Không gian thoáng rộng của phòng khách rất lý tưởng để cây lưỡi hổ phát triển và phát huy tác dụng của nó. Cây lưỡi hổ không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn có khả năng thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ. Theo phong thủy, cây lưỡi hổ được coi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Đặt cây lưỡi hổ ở phòng khách giúp chiêu tài đón lộc, làm cho cuộc sống của gia chủ trở nên thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cây lưỡi hổ còn giúp thanh lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình mà còn tạo ra một không gian sống trong lành, thoải mái. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn có tác dụng giảm bức xạ từ các thiết bị điện tử như TV, điện thoại, máy tính. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại công nghệ hiện nay, khi mà các thiết bị điện tử ngày càng nhiều và có tác động không nhỏ đến sức khỏe của con người. Trồng cây lưỡi hổ ở phòng khách không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe mà còn tạo ra một không gian sống an lành và thư thái. Đặt cây lưỡi hổ trong phòng tắm. Phòng tắm là nơi có độ ẩm cao và thường thiếu ánh sáng tự nhiên, do đó việc chọn cây trồng phù hợp với điều kiện này là rất quan trọng. Cây lưỡi hổ là loại cây ưa bóng râm, có thể sống trong điều kiện thiếu ánh sáng trong khoảng thời gian dài, do đó nó là sự lựa chọn lý tưởng cho phòng tắm. Cây lưỡi hổ không chỉ dễ trồng, dễ chăm sóc mà còn có khả năng hút bớt hơi nước và các khí độc hại trong không khí, tạo ra một không gian phòng tắm sạch sẽ và thoáng đãng. Đặt cây lưỡi hổ trong phòng tắm giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu mùi hôi và độ ẩm, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái mỗi khi bạn sử dụng phòng tắm. Tuy nhiên, khi trồng cây lưỡi hổ trong phòng tắm, bạn nên lưu ý lau lá thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và phòng trừ côn trùng, sâu bệnh phát triển. Môi trường ẩm ướt của phòng tắm dễ sinh ra các loại nấm mốc và vi khuẩn, do đó việc chăm sóc cây đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo cây luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Trồng cây lưỡi hổ trước nhà. Nhiều người thích đặt cây lưỡi hổ trước cửa nhà vì cây có tác dụng trừ tà, xua đuổi bùa chú và ma quỷ. Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ có khả năng hóa giải những năng lượng xấu và mang lại vận may cho gia chủ. Đặt hai chậu lưỡi hổ ngay hai bên cửa chính ra vào không chỉ giúp trang trí mà còn tạo ra một lá chắn bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều không tốt. Trồng cây lưỡi hổ trước nhà còn giúp cải thiện vẻ đẹp ngoại thất, tạo ấn tượng tốt cho khách đến chơi nhà. Màu xanh tươi mát của cây lưỡi hổ không chỉ làm cho không gian ngoại thất trở nên sinh động hơn mà còn mang lại cảm giác yên bình, thư thái. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn có khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ít tốn công chăm sóc. Chỉ cần đảm bảo đủ nước và ánh sáng, cây lưỡi hổ có thể phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình. Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc và mang lại nhiều lợi ích cho ngôi nhà của bạn. Từ việc thanh lọc không khí, giảm bức xạ điện tử đến khả năng thu hút tài lộc và xua đuổi tà ma, cây lưỡi hổ xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ ngôi nhà nào. Tuy nhiên, để cây lưỡi hổ phát huy hết tác dụng của nó, việc chọn vị trí trồng cây là vô cùng quan trọng. Bài viết này đã chia sẻ 4 vị trí lý tưởng trong nhà để trồng cây lưỡi hổ, trên bàn làm việc, ở phòng khách, trong phòng tắm và trước cửa nhà. Mỗi vị trí đều có những ưu điểm và tác dụng riêng, phù hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau. Hãy chọn cho mình một vị trí phù hợp để trồng cây lưỡi hổ,
đảm bảo ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn. Chỉ cần một chút chú ý và sự tỉ mỉ, bạn có thể biến cây lưỡi hổ thành một vật phẩm phong thủy quý giá, mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình mình. Quý vị thân mến, trong phong thủy, không chỉ những dấu hiệu bên ngoài như nhà cửa, đồ đạc mới ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta, mà ngay cả dáng đi của mỗi người cũng có thể tiết lộ nhiều điều về cuộc sống của họ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 4 dáng đi đặc trưng của những người thường gặp khó khăn, suốt đời vất vả, làm mãi cũng không giàu, và vận xui đeo bám triền miên. Tuy nhiên, đừng lo lắng vì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách sửa đổi những dáng đi này để cải thiện vận mệnh và mang lại may mắn. Dáng đi thứ nhất, cúi gằm mặt xuống đất. Dáng đi cúi gằm mặt xuống đất biểu hiện cho sự thiếu tự tin, mặc cảm và luôn cảm thấy gánh nặng trên vai. Người có dáng đi này thường không dám đối diện với thử thách, dễ bị tác động bởi những khó khăn trong cuộc sống. Điều này khiến họ dễ gặp vận xui và khó thoát khỏi cảnh khổ cực. Để hóa giải, bạn nên tập luyện dáng đi thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Việc này không chỉ giúp cải thiện phong thái mà còn mang lại sự tự tin, giúp thu hút năng lượng tích cực. Dáng đi thứ hai, bước chân lê lết, không có sức sống. Người có dáng đi lê lết, bước chân nặng nề thường mang trong mình nhiều áp lực và mệt mỏi. Họ cảm thấy cuộc sống là một gánh nặng và luôn trong trạng thái chán nản. Dáng đi này thể hiện sự thiếu nghị lực, khiến họ khó mà thành công hay giàu có. Để thay đổi, hãy tập thói quen bước đi nhẹ nhàng, dứt khoát và đều đặn. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy năng động hơn mà còn cải thiện sức khỏe và tinh thần, từ đó thu hút những cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Dáng đi thứ ba, bước chân quá nhanh, vội vã. Dáng đi quá nhanh và vội vã cho thấy người đó luôn sống trong trạng thái lo âu, căng thẳng và thiếu kiên nhẫn. Họ thường bỏ qua những cơ hội tốt vì quá vội vàng và không có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Điều này dẫn đến việc họ dễ gặp thất bại và khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Để khắc phục, bạn nên tập thói quen bước đi chậm lại, điều chỉnh nhịp độ và tập trung vào hiện tại. Việc này sẽ giúp bạn có thời gian suy nghĩ và đưa ra những quyết định chính xác hơn. Dáng đi thứ tư, bước chân lộn xộn, không đều đặn. Người có dáng đi lộn xộn, không đều đặn thường thiếu sự ổn định trong cuộc sống và công việc. Họ dễ bị phân tâm, thiếu tập trung và không có mục tiêu rõ ràng. Điều này khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được thành công và thịnh vượng. Để thay đổi, bạn nên tập luyện dáng đi đều đặn, bước chân nhịp nhàng và tập trung vào mỗi bước đi. Việc này sẽ giúp bạn có sự ổn định và tự tin hơn trong cuộc sống, từ đó thu hút những điều tốt đẹp và may mắn. Cách hóa giải chung cho mọi dáng đi. Ngoài những biện pháp cụ thể cho từng dáng đi, còn có những cách chung để cải thiện phong thủy cá nhân và thu hút vận may. Thứ nhất, hãy duy trì một tư thế đứng và ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Điều này không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn giúp bạn tự tin hơn. Thứ hai, hãy tập thói quen đi bộ hàng ngày để rèn luyện dáng đi và tăng cường sức khỏe. Thứ ba, hãy thực hành yoga hoặc thiền để giảm căng thẳng, cân bằng tinh thần và cải thiện năng lượng. Cuối cùng, hãy giữ tinh thần lạc quan và tích cực. Sự thay đổi từ bên trong sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tốt và cải thiện vận mệnh. Những nốt ruồi trên cơ thể đàn ông không chỉ là điểm nhấn về mặt thẩm mỹ mà còn chứa đựng những dấu hiệu của phú quý và tài lộc. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một nốt ruồi nhỏ bé lại có thể phản ánh số mệnh và vận may của một người? Đúng vậy, trong phong thủy và tướng số, những nốt ruồi ở những vị trí đặc biệt trên cơ thể có thể mang lại những cơ hội lớn, thể hiện sự thịnh vượng và thành công ngoài mong đợi. Hãy tưởng tượng, một nốt ruồi nhỏ bé có thể là một cái đinh trong bức tranh cuộc đời, chỉ với một chút hiểu biết về tướng số và phong thủy, bạn có thể nhận diện được những dấu hiệu của sự thành công và may mắn mà không phải ai cũng dễ dàng thấy được. Đoạn video hôm nay sẽ giúp bạn làm rõ những nốt ruồi đặc biệt trên cơ thể đàn ông không chỉ giúp bạn nhận diện dấu hiệu phú quý mà còn cho thấy một số mệnh vàng 10. Nốt ruồi ở lòng bàn tay. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về nốt ruồi ở lòng bàn tay, đặc biệt là ở ngay giữa lòng bàn tay. Vị trí này thường được coi là dấu hiệu của sự may mắn và thịnh vượng. Những người có nốt ruồi này thường sở hữu khả năng làm việc hiệu quả và quản lý tài chính xuất sắc.
họ có xu hướng trở thành những người thành đạt trong cuộc sống, với sự nghiệp ổn định và tài chính dồi dào. Nốt ruồi ở lòng bàn tay biểu thị một khả năng tự nhiên để kiểm soát và phát triển nguồn tài chính. Người có nốt ruồi ở đây không chỉ quản lý tài chính gia đình tốt mà còn có khả năng đầu tư thông minh, giúp họ sống một cuộc đời thành công và thịnh vượng. Họ thường nhận được sự tín nhiệm và tôn trọng từ những người xung quanh, nhờ vào khả năng quản lý tài chính và kỹ năng làm việc xuất sắc của mình. Nốt ruồi trên trán. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về nốt ruồi trên trán. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường là người tốt bụng, chu đáo và sống công bằng, chính trực. Họ đặc biệt yêu thương gia đình và thường trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người, đặc biệt là đàn ông. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi tốt lành trên trán thường mang lại may mắn và hỗ trợ đáng kể cho người bạn đời sau khi kết hôn. Họ không chỉ khéo léo trong việc quán xuyến công việc nội trợ mà còn rất giỏi trong việc duy trì mối quan hệ xã hội, trở thành hậu phương vững chắc để người đàn ông yên tâm phát triển sự nghiệp. Người có nốt ruồi trên trán thường có một tầm nhìn rõ ràng và tính cách hiền hòa, điều này giúp họ tạo dựng được mối quan hệ bền vững và có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người xung quanh. Họ thường có một đời sống tình cảm hạnh phúc và sự nghiệp thành công nhờ vào sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Nốt ruồi ở dái tai. Tiếp theo là nốt ruồi ở dái tai. Tai là nơi tượng trưng cho phúc khí và thể hiện rõ thận khí của con người. Những ai có nốt ruồi ở dái tai thường mang trong mình phúc khí lớn, thể hiện qua tính cách vui vẻ, lạc quan và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Phụ nữ có nốt ruồi này được cho là có tướng vượng phu ích tử, tức là mang lại may mắn và thịnh vượng cho chồng con, giúp gia đình ngày càng phát triển và thành công. Nốt ruồi ở dái tai cho thấy một cuộc sống ổn định và sung túc, nơi mà người sở hữu nó có khả năng quản lý tài chính và các mối quan hệ một cách hiệu quả. Họ không chỉ thành công trong công việc mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn. Những người này thường được yêu mến và tôn trọng bởi sự tích cực và khả năng giúp đỡ người khác. Nốt ruồi ở nách. Nốt ruồi ẩn trên cơ thể, đặc biệt là ở nách, cũng mang ý nghĩa tốt đẹp. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có số phú quý và đường tình duyên thuận lợi. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở nách trái của phụ nữ, điều này cho thấy họ có cuộc sống vật chất ổn định, sự nghiệp thăng tiến nhờ chăm chỉ và mục tiêu rõ ràng. Ngược lại, nếu nốt ruồi ở nách phải, họ thường là người tháo vát, giỏi quản lý công việc và cuộc sống, được người xung quanh tín nhiệm. Người có nốt ruồi ở nách cũng có tài kinh doanh, độc lập tài chính và luôn nhận được sự yêu thương, tôn trọng từ gia đình và chồng. Họ thường là những người thành công trong công việc và cuộc sống, với khả năng duy trì các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp một cách hiệu quả. Nốt ruồi ở hai bên rốn. Cuối cùng, nốt ruồi ở hai bên rốn. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có tính cách hướng ngoại, dễ thu hút sự chú ý từ người khác phái và cả đời luôn ngập tràn tình yêu. Họ thường có những mối quan hệ phong phú và đầy màu sắc, mang đến nhiều cơ hội và niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng với những mối quan hệ có thể mang đến rắc rối, ảnh hưởng đến vận may của bản thân. Sự suy nghĩ chín chắn khi kết thân với người khác sẽ giúp họ tránh được những tình huống không mong muốn. Nốt ruồi ở hai bên rốn cho thấy một cuộc sống đầy niềm vui và tình yêu, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng để không gặp phải những rắc rối không đáng có. Qua việc tìm hiểu những nốt ruồi ở các vị trí đặc biệt trên cơ thể, chúng ta thấy rằng mỗi nốt ruồi không chỉ là một đặc điểm ngoại hình mà còn là dấu hiệu của vận mệnh và số phận. Từ nốt ruồi ở lòng bàn tay, trán, dái tai, nách đến hai bên rốn, mỗi vị trí đều mang một ý nghĩa riêng biệt về phú quý, tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Những nốt ruồi này không chỉ phản ánh tài năng và phẩm chất của người sở hữu mà còn có thể mở ra những cơ hội lớn, giúp họ đạt được những thành công vượt ngoài mong đợi. Những vị trí nốt ruồi mang đến phúc báo, phú quý cho người sở hữu. Trong quan niệm dân gian, nốt ruồi không chỉ là những đốm sắc tố trên da, mà còn là những dấu ấn trời ban, biểu hiện của số mệnh và vận may. Đặc biệt, có những vị trí nốt ruồi được xem như là điểm vàng trong tử vi, là dấu hiệu của sự giàu sang, thịnh vượng, người có được thì sớm muộn gì cũng sẽ hưởng phúc lộc trọn đời. Hãy cùng tôi tìm hiểu về 6 vị trí nốt ruồi đặc biệt này, để xem liệu bạn có đang mang trong mình những dấu ấn của trời đất. 1. Nốt ruồi ở trán,
điềm lành phú quý. Vị trí đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu là nốt ruồi ở trán, đặc biệt là ở vùng giữa trán hoặc hơi lệch về phía bên phải. Theo quan niệm tử vi, nốt ruồi ở trán được xem là dấu hiệu của trí tuệ, sự thông thái và tài năng thiên bẩm. Những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường có cuộc sống giàu sang, phú quý, bởi họ có khả năng lãnh đạo, quản lý tài chính và phát triển sự nghiệp vượt trội. Họ thường được trời Phật ban cho khả năng nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt cơ hội và biến khó khăn thành thành công. Nếu bạn có nốt ruồi ở trán, hãy tự tin rằng cuộc đời bạn đang được định sẵn cho những điều lớn lao và phú quý sẽ đến với bạn một cách tự nhiên như dòng nước chảy. 2. Nốt ruồi ở gò má, quyền lực và thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với nốt ruồi ở gò má, một trong những vị trí nốt ruồi mang lại quyền lực và sự thành công trong cuộc sống. Người sở hữu nốt ruồi ở gò má thường là những người có sức ảnh hưởng lớn, có khả năng lãnh đạo và thuyết phục người khác. Trong công việc, họ thường giữ vai trò quan trọng, được nhiều người tôn trọng và tin tưởng. Nốt ruồi ở gò má còn biểu thị cho sự kiên trì, bền bỉ, không ngại khó khăn, thử thách và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Với những phẩm chất này, người có nốt ruồi ở gò má thường đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, thu hút tài lộc và sống cuộc đời vinh hoa phú quý. 3. Nốt ruồi ở tai, trí tuệ và sức khỏe. Nốt ruồi ở tai, đặc biệt là ở vành tai hoặc phía sau tai, được xem là biểu tượng của trí tuệ và sức khỏe. Trong phong thủy, tai được coi là cánh cửa thu nhận trí tuệ và phúc đức, do đó, nốt ruồi ở vị trí này thường mang đến cho chủ nhân sự thông minh, nhanh nhạy và phúc lộc. Những người có nốt ruồi ở tai thường sống thọ, có cuộc sống sung túc và an nhàn. Họ không chỉ giỏi trong việc học hỏi, tiếp thu kiến thức mà còn biết cách áp dụng vào cuộc sống, từ đó xây dựng cho mình một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn. Nốt ruồi ở tai còn biểu thị cho một sức khỏe tốt, ít bệnh tật và cuộc sống viên mãn, tràn đầy năng lượng. 4. Nốt ruồi ở cằm, đất đai và tài sản. Vị trí nốt ruồi ở cằm, đặc biệt là ở vùng chính giữa hoặc phía dưới cằm, là dấu hiệu của phú quý về đất đai và tài sản. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường có tài năng trong việc quản lý tài sản, đặc biệt là về bất động sản. Họ có khả năng tích lũy của cải, sở hữu nhiều tài sản có giá trị và thường gặp may mắn trong các giao dịch liên quan đến đất đai. Nốt ruồi ở cằm còn biểu hiện cho sự ổn định, bền vững trong cuộc sống. Những người này thường sống cuộc đời an nhàn, không phải lo lắng về vật chất và luôn có một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Họ cũng được xem là người có phúc phần, được hưởng sự thịnh vượng lâu dài. 5. Nốt ruồi ở lưng, sự ủng hộ và được trời đất che chở. Nốt ruồi ở lưng, đặc biệt là ở giữa lưng hoặc gần vai, là biểu tượng của sự ủng hộ và che chở từ trời đất. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường được quý nhân phù trợ, luôn gặp may mắn trong cuộc sống và công việc. Họ có một sức mạnh nội tại mạnh mẽ, luôn kiên định trước mọi thử thách và thường nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh khi gặp khó khăn. Nốt ruồi ở lưng còn biểu thị cho sự bảo vệ, an toàn và bình an. Những người này thường không phải lo lắng về những tai ương, vận xui, vì họ luôn được trời đất che chở, bảo vệ. Với sự ủng hộ từ vũ trụ, họ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công rực rỡ trong cuộc sống. 6. Nốt ruồi ở bụng, tài lộc và sự sung túc. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về nốt ruồi ở bụng, một vị trí mang lại tài lộc và sự sung túc. Người có nốt ruồi ở bụng, đặc biệt là ở vùng quanh rốn, thường được trời Phật ban cho phúc lộc dồi dào, tiền tài không bao giờ thiếu thốn. Họ có cuộc sống sung túc, giàu sang và thường được thừa hưởng tài sản từ gia đình hoặc tự mình tích lũy của cải đáng kể. Nốt ruồi ở bụng còn biểu thị cho một cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và luôn có đủ đầy để chia sẻ với người khác. Những người này thường sống cuộc đời hạnh phúc, viên mãn và luôn có cảm giác an toàn, ổn định trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, mỗi nốt ruồi trên cơ thể chúng ta đều mang một ý nghĩa đặc biệt, là dấu ấn của số mệnh, vận mệnh mà trời đất đã an bài. Những vị trí nốt ruồi mà chúng ta vừa khám phá không chỉ mang lại phúc báu, phú quý cho người sở hữu, mà còn là dấu hiệu của một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc. Nếu bạn may mắn có những nốt ruồi ở những vị trí này,
hãy tự tin rằng cuộc đời bạn đang được định sẵn cho những điều tốt đẹp, và hãy tận dụng cơ hội để phát triển, đón nhận những phúc lộc mà trời đất ban tặng.